Xin chào nhà thuốc, em năm nay 23 tuổi, vừa rồi em bị đau bụng và đi khám và bệnh viện cho kết quả là em bị u xơ tử cung kích thước là 3 cm. Ngoài ra thì em còn bị viêm hang vị dạ dày. Vậy em có thể sử dụng cây xạ đen để điều trị u xơ có được hay không, và em mua cây xạ đen ở đâu? Em xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bạn bị u xơ tử cung và viêm hang vị dạ dày thì bạn sử dụng cây xạ đen để làm thuốc điều trị bệnh thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Cách dùng là bạn kết hợp cây xạ đen với cây trinh nữ hoàng cung và cây bồ công anh để sắc uống với liều lượng như sau: cây xạ đen 50g, cây trinh nữ hoàng cung 10g và lá bồ công anh 20g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch và sắc với 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Hiện tại thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đều có bán các vị thuốc trên. Nếu như là có nhu cầu đặt mua thuốc thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với Thảo Dược Đức Thịnh thông qua số hotline bên dưới để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.